Máy cắt đang vượt đường đi nha anh em ơi, đang chạy bộ ra đồng. Máy chính Lâm nãy giờ, giờ chạy bộ ra tới đồng rồi nè. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đó như kinh Dũng miền Tây của mình ha. Máy chuẩn bị qua các anh em ơi. Máy này chính Lâm. Đang khởi động rồi. Qua cái bờ quá gắt luôn. Rồi ngay đất nước lúa này nó sập anh em ơi, sập mà có nước luôn. Máy này chạy chậm quá. Chính là mới được 2 giờ rồi nè. Rồi ngay đất ở đây lúa chập lên máy chạy không được lẹ anh em. Tấm rời đồng này cũng mở mấy ngày anh em ơi. Còn mấy cái đoạn này là toàn là nước ngập sập sệp lép luôn rồi. Cái này kè lúa qua bên xe kéo anh em ơi. Sập cái độ chạy nó không được nhanh anh em, chạy chậm xì. Lúa sập sẹp lép luôn nè, mà chạy chậm quá. Rồi cắt bên cái khuôn bên đó rồi nè, mà chuẩn bị qua cái khuôn mới nha. Khuôn đó được 2 công được cũng có mấy bao à. Rồi chính Lâm qua cắt cái miếng bên này nè, miếng bên kia nãy có 2 công à. Qua bờ miếng này bên này lúa này nó đứng rồi. Chính Lâm này sơn cái bao tem đẹp quá nè, đỏ đỏ nè. Wow.
đất nào ngay lúng máy gượng lên. Xin lầm cái bộ tem này quá đẹp luôn. Máy này đất khô ráo chạy cũng dữ lắm anh em ơi. Máy này cũng máy độ nè. Rồi lúng luôn rồi. Rồi lên đèn than quá. Chạy nghiêng con bên. Là nghe nhỏ xíu anh em ơi. Nghiêng bên cái người ngồi hứng. Đất này nó mềm xèo. Rồi. Dựng lên được rồi. Cái này chính làm này đẹp quá. Nào ngay sình đất mềm chạy chậm quá anh em ạ. Kè lúa lấy thêm. Bên đó cũng có con máy nữa này, máy anh đó như 70 mới chạy bộ ra cách miếng bên đó 70. Ồ nó nghiêng luôn. Rồi 95 bắt đầu tiếp tục cắt nữa. Bảy mươi nằm bên đây nè, mình đang cắt bên đây. Cắt miếng bên đó rồi qua đây cắt miếng bên này nè. Ở đây nào ngay khuôn nhỏ nhỏ không anh em ạ, không có khuôn. Rồi qua cắt luôn anh em ạ. Đang leo bờ.
ngẹn nha. Máy này dàn tự nhanh lắm anh em, tại đất nó mềm chạy chậm, bị lún hơn nửa bánh luôn. Máy này là cũng máy độ nè. Lúng máy chạy không đi luôn em ạ, lúa sập luôn. Lết không